hé lộ bức hình chụp chung danh ca Ái Vân và nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nhan sắc đỉnh cao ai cũng ngỡ ngàng. Nhan sắc đỉnh cao của danh ca Ái Vân và nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh trong hình khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Người mẫu xoài non, chọn ở bên mẹ chồng thay vì mẹ ruột. Danh ca Bảo Yến, hát bolero nhưng sở hữu năng lực đặc biệt hiếm ai có. Chuyện tình của diễn viên Công Hậu và phù thủy lồng tiếng, chia nhau ly sữa, hôn nhau dưới mưa. Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bức hình hiếm chụp những nghệ sĩ hàng đầu của Hà Nội trong thập niên 80. Bức hình này được chụp dưới ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo vào khoảng năm 1982-1983, mới được phục chế lại. Trong hình là sự hiện diện của các nghệ sĩ danh tiếng thời bấy giờ, gồm vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Mạnh Hà, danh ca Ái Vân, danh ca Lệ Quyên, nghệ sĩ Thúy Hà, nghệ sĩ Phạm Ngọc Khôi và nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Hé lộ bức hình chụp chung danh ca Ái Vân và nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nhan sắc đỉnh cao ai cũng ngỡ ngàng, ảnh 1. Hàng cuối, vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Mạnh Hà. Hàng 2, danh ca Ái Vân và Lệ Quyên. Hàng trên cùng, ca sĩ Thúy Hà, nghệ sĩ Phạm Ngọc Khôi và nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, ảnh chụp, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo. Đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi các nghệ sĩ tề tựu đầy đủ và thân thiết trong một khung hình. Ca sĩ Mạnh Quỳnh tuổi 52, sống viên mãn trong biệt thự tại Mỹ cùng vợ xinh đẹp, làm tài chính. Ngay khi được đăng tải, bức hình nghệ sĩ Hà Nội một thời này đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ai cũng thích thú và bất ngờ trước hình ảnh trẻ trung của họ. Đặc biệt, nhan sắc đỉnh cao của danh ca Ái Vân và nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Hàng ngàn bình luận đổ dồn vào hai nữ nghệ sĩ và hầu hết đều khen ngợi, suýt xoa trước vẻ đẹp của họ. Ái Vân danh ca nổi tiếng như minh tinh, đạp xe quanh hồ cũng thành sự kiện. Ái Vân sinh năm 1954 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở phố Huế, Hà Nội. Mẹ cô là nghệ sĩ cải lương Ái Liên, còn bố là ông Hà Quang Định, chủ hãng Việt Phim, hãng phim tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Nhờ được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên ngay từ nhỏ, Ái Vân đã tiếp xúc với âm nhạc. Bố Ái Vân tuy không phải nghệ sĩ nhưng lại rất đam mê âm nhạc và yêu thích giới nghệ sĩ nên hỗ trợ hết mình cho con gái theo đuổi nghệ thuật. Từ nhỏ, cô đã đi ca hát và còn tham gia đóng phim. Bởi vậy, khác với những ca sĩ cùng thời, Ái Vân còn nổi tiếng trên cả màn ảnh. Bộ phim Chị Nhung do cô thủ vai chính thành công rực rỡ, kéo tên tuổi nữ nghệ sĩ nổi danh khắp chốn, có độ phủ sóng và tầm ảnh hưởng cao tới khán giả. Từ năm 1971, khi mới 17 tuổi, Ái Vân đã tham gia làm kịch ngắn cho đài truyền hình. Sau đó, cô vào Nam tham gia đoàn ca múa Bông Sen. Nhờ giọng nói chuẩn chỉ, Ái Vân được kiêm thêm phát thanh viên đài phát thanh. Tới năm 1976, Ái Vân ra học Nhạc viện Hà Nội và sau khi tốt nghiệp về công tác tại Nhà hát Nhạc nhẹ Việt Nam năm 1979. Ái Vân từ trẻ đã được đông đảo khán giả ái mộ. Cô chính là một trong những ca sĩ nhạc nhẹ đầu tiên của miền Bắc sau 1975 thành công vang dội, tiếng hát phủ khắp các đài phát thanh qua những ca khúc như bài ca Xây Dựng, Triệu Bông Hồng. Điểm đặc biệt ở Ái Vân là cô không chỉ hát hay mà còn sở hữu nhan sắc mỹ nhân vạn người mê. Giọng hát và cả ngoại hình của Ái Vân đạt sự tương đồng hiếm có, đẹp toàn vẹn. Nhờ đó, cô càng nổi danh và được đông đảo khán giả ái mộ. Nhiều lớp thanh niên ngày ấy thường để hình Ái Vân trong áo để thi thoảng lại lôi ra ngắm. Ái Vân nổi tiếng tới mức, bất kể cô xuất hiện ở đâu, làm gì cũng thành một sự kiện nên khán giả thường quen gọi Ái Vân là sự kiện Ái Vân. Chẳng hạn, việc Ái Vân đạp xe quanh Hồ Hoàn Kiếm cũng là một sự kiện được mọi người chú ý. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh diễn viên điện ảnh xuất sắc. Nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh bằng tuổi danh ca Ái Vân, cũng sinh năm 1954. Là con gái của vợ chồng nghệ sĩ cải lương danh tiếng bậc nhất Hà Nội Tiêu Lang và Kim Xuân. Được biết, nghệ sĩ Kim Xuân và chị gái là nghệ sĩ Kim Trung từng tham gia sản xuất, diễn xuất trong phim Kiếp Hoa, bộ phim điện ảnh đầu tiên thu thanh trực tiếp tại Việt Nam. Nhờ đó, Như Quỳnh từ nhỏ đã bộc lộ rõ đam mê, năng khiếu nghệ thuật và được cha mẹ tạo điều kiện theo đuổi sự nghiệp sân khấu. Như Quỳnh tốt nghiệp ngành diễn viên năm 1971 tại trường sân khấu điện ảnh Hà Nội và chỉ 2 năm sau đã được tham gia phim điện ảnh đầu tiên bài ca Ra Trận. Sau đó một năm, bà tham gia phim điện ảnh Đến Hẹn Lại Lên và giành ngay giải diễn viên xuất sắc nhất Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975.
Với nhiều đóng góp cho nền điện ảnh Việt Nam, Như Quỳnh được phong tặng nghệ sĩ ưu tú từ rất sớm, năm 1988 và tới 2007 thì được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Cũng trong năm 2007, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh giành giải thưởng diễn viên nước ngoài xuất sắc tại Hàn Quốc do đài truyền hình SBS trao tặng với vai bà mẹ trong bộ phim 64 tập Cô Dâu Vàng.